Nga xé nát hàng thủ, Kiev tháo chạy khỏi Selidove. Nga thả bom mạnh nhất FAB-3000 nặng 3 tấn vào điểm triển khai các máy bay không người lái của Ukraine. Ít nhất 7 quốc gia phản đối mời Ukraine gia nhập NATO. Hezbollah bắn 80 tên lửa tấn công Israel. Tổng thống Iran cảnh báo đáp trả đau đớn nếu Israel phạm sai lầm. Bầu cử Mỹ 2024, hai ứng cử viên giáo giết cạnh tranh tại các bang chiến trường. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo Giao thông. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Cập nhật về tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine, kênh Military Summary vừa đưa tin, tình hình mặt trận Pokrovsk đang lên đến đỉnh điểm. Theo các dữ liệu định vị địa lý mới nhất từ Imalivka, có vẻ như Ginev cũng đang bị quân đội Nga RFAF tấn công từ phía Tây. Họ được cho là đã kiểm soát một phần lớn thị trấn. Xa hơn về phía Bắc Selidove, lực lượng Moscow đã thọc sâu vào trung tâm thị trấn, cũng như ập vào từ ba phía Đông, Nam, Bắc. Lá cờ chiến thắng của Nga tung bay ở trung tâm Selidovo trong dãy nhà cao tầng. Rõ ràng, trước nguy cơ bị bao vây, quân đội Ukraine AFU đang chạy trốn khỏi thành phố. Cùng lúc đó, lực lượng Kiev ở làng Mykhailivka cũng được cho là đã thất thủ. Tại Chosajah, quân đội Nga được cho là đã đột phá thêm một lần nữa ở trung tâm thành phố và thâm nhập sâu vào nội đô Chosajah vài trăm mét. Tình hình ở Siversk cũng sôi động trở lại và lực lượng Moscow thông báo rằng Serebryanka đã thất thủ. Theo hướng Kupiansk, quân đội Nga đang tiến dọc theo các cánh đồng về phía Tây và họ đã giành được thêm nhiều lãnh thổ ở Krylyakivka. Tóm lại, quân đội Nga tiếp tục đạt được nhiều thành công mới dọc theo toàn bộ tuyến tiếp xúc chiến đấu. Trong một diễn biến đáng chú ý, quân đội Nga đã thả một trong những quả bom nổ mạnh nhất trong kho vũ khí của lực lượng không quân vũ trụ Nga FAB-3000 xuống các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu định cư Kurakovo, Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Gần 50 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công được thực hiện vào điểm triển khai tạm thời của đội máy bay không người lái Ukraine. Quả bom FAB-3000 nặng 3 tấn đã tiêu diệt các nhà điều hành và huấn luyện viên máy bay không người lái, cũng như 7 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự. Vị trí của đơn vị Ukraine được xác định bởi các nhà điều hành máy bay không người lái của nhóm lực lượng Georgia Nam. Phát biểu tại cuộc họp cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh BRICS ở dạng BRICS cộng tiếp cận, Tổng thống Nga Putin cho biết có rất nhiều xung đột vũ trang hiện nay, điều tương tự đang xảy ra ở biên giới của chúng ta khiến chúng tôi vô cùng tiếc nuối. Ông Putin nhận định rằng một trong những ví dụ về điều này là Ukraine, quốc gia đã và đang được sử dụng để tạo ra các mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Nga, đồng thời phớt lờ những lợi ích sống còn của chúng tôi, những lo ngại công bằng về việc vi phạm quyền của những người nói tiếng Nga, và giờ đây họ đang thậm chí không che giấu mục tiêu gây ra thất bại chiến lược cho đất nước chúng tôi. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định đây là những tính toán hão huyền chỉ có thể được thực hiện bởi những người không biết lịch sử nước Nga và không tính đến sự đoàn kết được rèn luyện, kiên cường và gắn kết của nhân dân Nga qua nhiều thế kỷ. Đại sứ Nga tại Seoul, Georgy Zinoviev, mới đây đã lên tiếng nhấn mạnh việc Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ không thể thay đổi kết quả chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Chosun Ilbo, khi bình luận về thông tin cho rằng Hàn Quốc có khả năng thay đổi quan điểm và gửi trực tiếp vũ khí sát thương cho Ukraine, đại sứ Nga Georgy Zinoviev khẳng định việc Hàn Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ không làm thay đổi kết quả của cuộc xung đột, nhưng sẽ làm thay đổi bản chất mối quan hệ giữa Moscow và Seoul, cũng như phá hủy triển vọng khôi phục quan hệ. Cho tới nay, Hàn Quốc vẫn chỉ hỗ trợ cho Ukraine về tài chính và nhân đạo, chưa cung cấp vũ khí sát thương. Sau khi tình báo Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đã điều quân tới Nga, Seoul cảnh báo sẽ có các biện pháp để ứng phó với tình hình. Dẫn lời các nguồn tin, truyền thông Hàn Quốc cho hay chính phủ nước này đang cân nhắc hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Đây có thể là động thái làm thay đổi chính sách không trực tiếp gửi viện trợ sát thương tới vùng xung đột mà Hàn Quốc theo đuổi lâu nay. Đại sứ Zinoviev nhấn mạnh, hiện ông không có thông tin chính thức về việc Triều Tiên triển khai quân đội đến Nga. Ông Zinoviev cho hay, tôi không thể xác nhận những báo cáo này. Đối với tôi, những gì được đưa ra làm bằng chứng về chuyện này là không thuyết phục. Cũng theo ông, thông tin binh sĩ Triều Tiên tới Nga mà phía Ukraine đưa ra bắt nguồn từ tình huống tuyệt vọng của Kiev và nhằm mục đích thúc đẩy các đối tác phương Tây tăng cường sự hỗ trợ. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24 tháng 10 khẳng định Nước này không biết về việc quân đội Triều Tiên có mặt ở Nga, sau khi Hàn Quốc và Mỹ cho biết Triều Tiên đã điều 3.000 quân tới Nga để có thể triển khai tới Ukraine sau đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết, để trả lời câu hỏi đầu tiên về việc có quân đội Triều Tiên ở Nga hay không, tôi xin nêu rõ Trung Quốc không biết về thông tin này. Còn liệu việc Triều Tiên điều quân có làm leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine hay không? Trung Quốc khẳng định lập trường về cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn nhất quán và rõ ràng. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bên sẽ thúc đẩy việc hạ nhiệt tình hình và cam kết thực hiện một giải pháp chính trị. Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda đã có những chỉ trích Triều Tiên, cho rằng việc điều quân đến Nga là hành vi vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là hành động khiêu khích vượt ra ngoài bán đảo Triều Tiên và châu Âu để đe dọa an ninh toàn cầu. Đến nay, cả Nga và Triều Tiên đều bác bỏ các thông tin này. Theo tờ Politico đưa tin, trong khi Đức và Mỹ e ngại về việc Ukraine được mời gia nhập Liên minh NATO, thì Bỉ, Slovenia và Tây Ban Nha đang đứng sau hai quốc gia này, cũng như chậm trễ việc đáp ứng yêu cầu liên tục của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Vào giữa tháng 10 này, Tổng thống Zelensky đã công bố kế hoạch chiến thắng gồm 5 điểm của mình. Trong đó, lời mời Kiev gia nhập NATO được đưa lên đầu danh sách. Đại sứ Mỹ tại NATO Julian Smith cho biết vào ngày 17 tháng 10 rằng NATO hiện không có kế hoạch như vậy. Theo một nguồn tin khác, các nước trong NATO ủng hộ Ukraine gia nhập chỉ trên lý thuyết và sẽ tích cực phản đối nếu điều đó thực sự xảy ra. Politico lưu ý các thành viên chủ chốt của liên minh đang trì hoãn lời mời Ukraine vì họ lo lắng về việc bị sa vào một cuộc chiến với Nga. Tờ Politico cũng nhấn mạnh hai quốc gia khác, Hungary và Slovakia, không ủng hộ Ukraine gia nhập NATO vì họ có khuynh hướng ủng hộ Điện Kremlin. Theo tờ Kiev Independent, vào ngày 24 tháng 10, thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine, ông Serhiy Nikiforov cho biết, lời mời gia nhập NATO của Ukraine được phần lớn các nước thành viên ủng hộ. Đầu tuần này, Tổng thống Zelensky cho biết Đức đã mềm mỏng hơn trong lập trường về tư cách thành viên NATO của Ukraine, nhưng vẫn hoài nghi. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, lực lượng Hezbollah ở Liban ngày 24 tháng 10 đã tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tập kích tên lửa dữ dội vào Israel. Quân đội Israel xác nhận các cuộc tấn công của Hezbollah khiến ít nhất 4 người bị thương, trong khi nhiều nguồn tin khu vực khẳng định một đám cháy lớn đã xảy ra tại miền trung Israel sau đòn tập kích của nhóm vũ trang Liban. Theo lực lượng phòng vệ Israel, đợt tập kích mới nhất diễn ra hồi trưa ngày 24 tháng 10 với khoảng 50 quả tên lửa được phóng đi từ phía nam Liban hướng vào khu vực Galilee ở miền bắc Israel. Báo cáo ban đầu cho biết ít nhất 4 người bị thương khi tên lửa Hezbollah rơi trúng một khu dân cư ở Nahairia. Trước đó, Hezbollah cũng đã phóng khoảng 30 quả tên lửa tấn công khu vực Safed nhưng không gây thương vong. Trong khi đó, một số nguồn tin khu vực cho biết tên lửa hoặc máy bay không người lái của Hezbollah đã đánh trúng một khu dân cư ở miền trung Israel và gây ra một đám cháy lớn. Truyền thông Israel xác nhận việc xảy ra hỏa hoạn lớn thiêu rụi nhiều ngôi nhà ở khu dân cư Chosajah, miền trung Israel, song không cho biết nguyên nhân gây ra cháy. Cũng theo các nguồn tin Israel, ít nhất 8 đội cứu hỏa cùng 4 máy bay chữa cháy đã được huy động đến Chosajah tham gia chữa cháy. Bộ trưởng Quốc phòng Israel mới đây tuyên bố các cuộc tấn công theo kế hoạch của họ nhằm vào Iran sẽ giúp thế giới hiểu được quá trình chuẩn bị và sức mạnh quân sự của nước này. Theo CNN, trong một đoạn video quay cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tới thăm căn cứ không quân Hatzarim hôm 23 tháng 10, quan chức này tuyên bố, bất kỳ ai cố gắng làm hại chúng ta sẽ phải hứng chịu tổn thất, điều này cũng đúng với Iran. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Israel viết, trong cuộc trò chuyện với các quân nhân, tôi đã nhấn mạnh, sau khi chúng tôi tấn công Iran, mọi người sẽ hiểu được sức mạnh quân đội Israel, quá trình chuẩn bị và huấn luyện. Bất kỳ kẻ thù nào cố gắng làm hại nhà nước Israel sẽ phải trả giá đắt. Ông Yoav Gallant cho biết, Tel Aviv đã tổ chức một số cuộc tập trận quy mô lớn, mô phỏng những vụ tập kích tầm xa vào Iran trong nhiều năm qua để chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra đối đầu thực sự giữa hai nước. Giới chức Iran hiện chưa lên tiếng bình luận trước các thông tin trên. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã lên tiếng cảnh báo Israel rằng nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Israel phạm sai lầm. Ông Pezeshkian phát biểu như trên trong cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS tại thành phố Kazan, miền trung nước Nga. Đề cập đến tình hình ở dải Gaza và Liban, nơi Israel đang tăng cường tấn công, Tổng thống Iran cho biết người dân đang phải trải qua chiến tranh và bạo lực ngày càng gia tăng. Ông Masoud Pezeshkian nhận định Nếu vẫn tiếp tục tình trạng này, chắc chắn nguy cơ chiến tranh và bất ổn sẽ lan rộng trên thế giới. Tuyên bố chung được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh phản đối các cuộc tấn công của Israel ở Trung Đông, lên án các cuộc tấn công của Israel vào các khu dân cư ở Liban gây nhiều tổn thất sinh mạng của dân thường và thiệt hại to lớn đối với cơ sở hạ tầng dân sự. Iran kêu gọi các quốc gia giữ khoảng cách với phương Tây hãy ủng hộ lập trường của nước này trong bối cảnh Tehran ngày càng bất đồng với Mỹ và những nước đang tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Israel. Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, hàng chục triệu cử tri Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu sớm, trong khi hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang tăng cường hoạt động tại các bang chiến trường. Sự cạnh tranh gay gắt khiến bang Pennsylvania và Georgia trở thành điểm nóng chính trị trong cuộc đua vào Nhà Trắng ngày 5 tháng 11 tới. Theo dữ liệu từ Phòng Nghiên cứu Bầu cử tại Trường Đại học Florida, gần 25 triệu cử tri đã tiến hành bỏ phiếu trực tiếp hoặc qua bưu điện. Nhiều bang, đặc biệt là các bang chiến trường như North Carolina và Georgia, đã lập kỷ lục về số lượng cử tri đi bầu sớm ngay trong tuần đầu tiên. Trong ngày 23 tháng 10, bà Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, đã tham gia một buổi gặp mặt trực tiếp trên truyền hình tại Chester Township, Pennsylvania. Bà hy vọng sẽ thuyết phục được số ít cử tri chưa quyết định, những người có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc đua đang rất xì xào. Bang Pennsylvania, với vị trí quan trọng trong bản đồ bầu cử Mỹ, là nơi mà bà Harris dành nhiều thời gian và công sức trong giai đoạn nước rút này. Trong khi đó, ông Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cũng đẩy mạnh chiến dịch tại Georgia, một bang quan trọng khác trong cuộc đua, với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi bật như ông Tucker Carlson, cựu ngôi sao của kênh truyền hình Fox News, và Robert Frank Kennedy Jr., một cựu ứng cử viên độc lập cho chiếc ghế Tổng thống Mỹ. Đặc biệt, sự xuất hiện của ngôi sao nhạc đồng quê Jason Aldean cũng giúp khích lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm, một thông điệp mà ông Trump trước đây từng phản đối, nhưng giờ đang dần chấp nhận. Phát biểu trước đám đông cử tri tại Jebulun, bang Georgia, ông Trump tự hào cho biết số phiếu bầu tại Georgia đang ở mức kỷ lục và không quên gửi gắm hy vọng rằng những lá phiếu này sẽ giúp ông khôi phục đất nước. Cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay không chỉ là về những chương trình chính sách, mà còn là về việc ai có thể thu hút được lượng cử tri đông đảo nhất tại những bang then chốt. Sự cạnh tranh gay gắt giữa bà Harris và ông Trump tại 7 bang chiến trường, trong đó có Pennsylvania và Georgia, sẽ quyết định kết quả chung cuộc. Trong bối cảnh chưa đầy 2 tuần nữa sẽ tới ngày bầu cử, cả hai ứng cử viên sẽ tiếp tục đổ dồn nỗ lực vào những bang này, nơi ngay cả 1% nhỏ phiếu bầu cũng có thể quyết định ai sẽ là Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Tiếp tục với một tin tức quốc tế đáng chú ý khác, báo Houthi Jet của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24 tháng 10 đưa tin, chính quyền nước này đang nâng mức cảnh báo đe dọa lên màu cam tại tất cả các sân bay trong nước để phòng ngừa nguy cơ bị tấn công sau vụ xả súng gây nhiều thương vong ở Ankara. Theo đó, các xe ô tô và hành khách vào sân bay đều được nhân viên an ninh kiểm tra kỹ lưỡng. Liên quan đến vụ tấn công ở Ankara, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ari Yerlikaya thông báo đã nhận diện được một trong những đối tượng tấn công là Ari Orek có mật danh Roger, được cho là thành viên của Đảng Công nhân Người Quốc PKK, vốn bị chính quyền Ankara đặt ngoài vòng pháp luật. Ông cho biết thêm, việc nhận diện nữ nghi phạm vụ tấn công vẫn đang được tiến hành. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.